ngày 30 tháng 8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bến Tre đã chủ trì phối hợp công an các địa phương liên quan tuần tra trên tuyến sông Tiền, đoạn qua huyện Bình Đại và phát hiện bắt quả tang một ghe cây không biển kiểm soát đang hút trộm cát sông. Tại thời điểm kiểm tra, trên ghe có N, P, B và H, V, T cùng ngụ huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tiến hành đo đạc, lực lượng chức năng phát hiện trên ghe đang chứa 18,3 mét khối cát sông được cả hai thừa nhận vừa hút trộm thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Cùng thời gian này, tổ công tác tiếp tục phát hiện lập biên bản xử lý một tàu sắt và một ghe cây có hành vi tương tự do T, L, T và P, P. L cùng ngụ huyện Bình Đại đang vận chuyển gần 30 mét khối cát sông không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tất cả phương tiện và tang vật để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.